Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765, 898-0765. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Thì trên đường dây có một cô đang hỏi về cái bệnh mà kêu là tê năm đầu ngón tay, bác sĩ Nhân. Dạ, rất nhiều người gọi vô hỏi về cái bệnh carpal tunnel syndrome benign. Thì giống như là hồi nãy bác sĩ Toàn có nói, cái carpal tunnel syndrome đó là cái gân nó bị ép, nó đè xuống trên cái median nerve, cái ligament nó đè xuống cái median nerve. Thì nó làm tay, thường nó làm tê ba cái ngón tay, nhưng mà có nhiều khi nó sẽ làm tay tê hết nguyên năm cái ngón tay. Thì cái bệnh này đó, thì trước nhất đó thì mình sẽ uống thuốc để nó giảm sưng cái gân với cái dây thần kinh. Nếu mà nó không giảm đó thì từ từ mình phải đi gửi cho bác sĩ chuyên khoa, đặng họ release, họ mổ, đặng họ làm cái gân đó nó thoải mái, cắt bớt mỡ nó ra. Cắt mỡ ra. cái trường hợp của cô thì nếu mà bị mà uống Lyrica mà 75mg ngày 2 viên mà hơi bớt, that's good, tiếp tục uống không sao đâu. Yeah. Thì cô uống một thời gian. Có nhiều bệnh của tôi uống tới 150 ngày 2 viên, nhưng mà nếu mà uống một thời gian mà nó không có hiệu lực nữa thì phải đi mổ thôi. Dạ. Yeah. Với lại một cái mà tôi muốn nói đó là cái bệnh mà carpal tunnel syndrome là mấy cái người mà họ cử động cái cổ tay nhiều đó, thì nếu mà bị đó, một cái mình có thể làm đó là mình mua cái hand brace. Tặng mình giữ cái cổ tay của mình vững đó. Tại cái cổ tay mình mà nó đưa qua đưa lại hoài đó, thì nó sẽ làm cái dây thần kinh nó sưng lên. Thường thường là cô gặp pharmacy hay là bác sĩ gia đình sẽ viết cho cô gọi là grip support. Mang cái grip support thì nó bị tê. Rồi, cảm ơn cô nha. Chụp hình đó, bác sĩ nói thiên chụp hình thì mình nói là chụp hình X-ray hay là... Không, chụp hình không có thấy gì đâu. Chụp hình không có thấy đâu. Thường thường người ta phải đo dùng cái nó gọi là EMG đó. Yeah. Nó electric myelogram đó. Để ta coi cái thần kinh nó bị tổn thương không, chứ chụp hình không có thấy. Yeah. Nó phải làm... Một... Cái đó là cái gì, bác sĩ mổ cái gì? Một cái đó, không, cái đó thì nó chỉ release cái ligament thôi. Cái ligament nó cứng, nó sưng lên, nó đè lên thần kinh. Người ta mổ, ta release, ta... Đơn giản, thì nó có bị đau. Không, thì có nhiều người mổ thì cũng hết chứ không sao. Dạ vâng. Cảm ơn cô nha. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Alo. Dạ, bà cứ nói. Dạ, thưa bác sĩ. Tôi 56 tuổi, tôi ở Garden Grove. Tôi hỏi bác sĩ là cái ngón tay mà đau nhẫn ở bên bàn tay trái của tôi á, có một hôm tự nhiên nó làm tôi là lạnh, có một ngón đó thôi, nó lạnh mà nó tê như là mình không có cảm giác gì hết. Vậy là tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ? Ngoài cái vấn đề tê, bà có bệnh gì tiểu đường hay là cao huyết, có bệnh gì khác nữa không? Có tiểu đường thì không à. Ok. Thì bây giờ chỉ có cao huyết không thôi. Bà đã uống thuốc gì vậy bà? Metoprolol. Metoprolol. Dạ. Yeah. Lisinopril. Nifedipine. Ok, anyway thì thế này, thì thường thường một ngón tay mà đeo nhẫn á, một con đeo ring finger mà nó bị tê, nó bị nó lạnh không bà? Nó bị tê. Nó lạnh, này. Là nó tê xong rồi mình giờ mình không cảm giác. Mất cảm giác. Hết. Thường nó tê bao nhiêu lâu vậy bà? Nó tê như là buổi sáng cái gì tới mấy ngày sau cái tự nhiên nó biến mất luôn. Nó không có bệnh nữa. Thì bà nhớ là bác sĩ nhân nói. Mà bác sĩ gia đình có cho uống thuốc gì, có thuốc uống gì chưa bà? Dạ không có uống thuốc gì hết à. Mà có đi khám bác sĩ gia đình rồi hả bà? Dạ có. Thì ông nói tôi là máu đặc, ông đòi cho tôi uống thuốc loãng máu, nhưng mà thật ra là máu tôi nó loãng rồi. Yeah. Nên tôi nói ông là tôi nó loãng nên tôi không có uống, thế thì ông không có cho gì hết. Dạ. Yeah. Thì tôi nghĩ nếu mà bà nói là cái ngón tay trái. Bên tay trái cái ngón tay mà mang nhẫn đó. Thì thường thường trong cái cổ tay với bàn tay mình nó có ba dây thần kinh rất là quan trọng. Cái dây thần kinh chính giữa là median nerve, cái dây thần kinh cho mấy cái ngón tay út đó là cái ulnar nerve, bên đây là cái radial nerve, ba cái dây thần kinh đó. Thì nếu mà cái ngón tay thứ tư mà nó bị ép đó, thì có thể là cái ulnar nerve. Ulnar nerve. Yeah. Thì
cái đó đó thường thường nếu mà nó tiếp tục đau hoài đó, chụp như bác sĩ Toản nói hồi nãy đó, mình chụp hình mình sẽ không thấy gì hết đó. Cái đó mình phải đi một người chuyên khoa đằng họ làm, nó gọi là cái EMG study, nghĩa là nó sẽ đo coi cái dây thần kinh đó nó có bị ép hay không. Cái đó nó gọi là EMG study. Cái đó mình phải gửi qua cho một bác sĩ chuyên khoa. Bây giờ để hỏi bà bị như vậy bao nhiêu lâu, bị một lần mà bị kéo dài? Không, không sao. Thường thường mà khi ngón tay mình nó tê đó thì nó có hai chuyện. Số 1 đó là mạch máu nó xuống không đều. Số 2 là cái thần kinh nó bị tạm thời nó bị tổn thương. Thành ra hoặc là thần kinh hoặc là mạch máu nó bị bị rối loạn. Thành ra nó bị trở lại thì không sao, nhưng trường hợp của bà thì không sao. Nếu mà bị một lần mà không, cách đây bao nhiêu lâu rồi bà? Một tháng. Ok, nếu nó bị đi về lại thì bạn phải đi làm coi có tại sao. Nhưng mà thường thường là cái ngón tay của bà khi mà nó bị tê, nó bị lạnh như vậy đó, lạnh là không có máu, tê là thần kinh nó bị, khi mà máu nó không tới là thần kinh nó bị rối loạn. Con người ta, như tôi nói thường xuyên, là con người ta chỗ nào cũng có cảm giác và có mạch máu và có thần kinh. Khi mà lạnh có nghĩa là mạch máu không tới, mà khi mà tê là thần kinh bị rối loạn. Mà nếu quả nhớ là cái thần kinh của mình được nuôi bởi mạch máu, khi mà không có máu tới là thần kinh nó bị rối loạn, nó sẽ tê, thành hang nó đi với nhau thôi. Nhưng mà trường hợp của bà có bị một lần thì chắc không sao. Nếu tiếp tục thì phải có chừng, cần nhất phải uống thuốc hạ mỡ nếu mà mỡ cao. Thuốc cao huyết thì có nhiều loại thuốc cao huyết, nó làm nở động mạch ra thì cũng tốt, và tĩnh mạch cũng tốt thôi. Ví dụ như là calcium blocker chẳng hạn, cái thì nếu mà trường hợp bà uống cái đó cũng tốt. Tôi hy vọng tôi trả lời bà rồi nha. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi, ở đâu và câu hỏi. Hello? Hello, dạ. Bà cứ nói nhỉ. Dạ, xin chào bác sĩ. Em tên là Nguyễn Phương, năm nay 48 tuổi, dạ bác sĩ. Ban đầu á, cái dưới cái hàm răng của em á, nó nổi nhiều cái mụn đỏ, cái trắng trắng. Sau cái nó lên tới nóc lưỡi, xong rồi nó ra ngoài cái môi luôn, tới cái dành môi luôn, mà đốm đốm tối cáo vậy đó. Mà em đi bác sĩ gia đình á, thì cho em uống cái thuốc gì, Acyclovir, MG, mà ngày 3 lần, uống 10 ngày bác sĩ. Uống gì bà nói lại, thuốc gì đó bà đánh nói tiếng Vật lại đi. Em Acyclovir gì đó. Acyclovir. Acyclovir, yeah. Dạ, 400 mg, một ngày 3 lần bác sĩ. Mà em uống 10 ngày hết thuốc rồi, mà nó không hết, mà nó lan tùm lum hết á. Rồi em đi đại bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói là em bị con vi trùng gì đó, mà không uống thuốc được nữa, phải uống tới 3 tháng sau mới uống được nữa. Vậy là em bị bệnh gì đó, bác sĩ? Làm ơn cho em biết. Bây giờ này, theo tôi bác sĩ Nhân, thì về cái mụn mà là cách chữa acyclovir là bị nghi herpes phải không? Dạ, cái người bác sĩ mà cho cái thuốc acyclovir cho cô đó là họ nghĩ là cô có thể bị cái bệnh để con siêu vi trùng, nó gọi, nó tên là herpes simplex. Thường thường 400 một ngày 3 lần là hơi yếu. Thường thường cái là lần đầu tiên bị hay lần thứ nhì? Lần đầu tiên lần đầu tiên đó, cái thuốc acyclovir mình cho 400 một ngày 5 lần, 400 một ngày 3 lần là nó là mình đã bị hồi trước rồi, xong nó trở lại thì cái đô đó hơi yếu. Nhưng mà nếu mà cô cắt nhĩ thì cũng khó biết lắm, mình phải thấy tôi phải thấy cái hình của cái mụn đó, tôi biết nó có ra nước không cô? Dạ, nó không nhức mà nó rát, bất tỉnh mà nó rát như vậy. Nó phải ở dưới dành cái môi có dưới cho em á, dạ. Nó trắng mà nó thành bẹt. Nhưng mà một bẹt trắng rồi nó không có, nó ăn lan qua cái mép môi, con mép, hai cái mép miệng mình á, ăn dạ, lan qua đất, nhưng mà, đất chị luôn á. Dạ. Nhưng mà cái bướu đó, nó có ra nước không? Cái mụn nó có ra nước không? Dạ không. Bây giờ này, bây giờ bà còn bị không? Hiện bây giờ còn bị không? Dạ còn, mà em uống hết thuốc rồi. Uống được mà mấy ngày? Uống được bao nhiêu lâu? Uống 10 ngày rồi đó bác sĩ, mà hết hơn 10 ngày rồi, em đã 2 tuần rồi. Xong em đi xuống bác sĩ gia đình lại, bác sĩ gia đình nói là không có cho uống nữa, phải 3 tháng sau muốn uống thì mới được, chứ giờ không có cho uống nữa. Nó có đỡ không? Nó có đỡ không? Bác, uống thuốc nó có đỡ không? Giờ nó lan ra tùm lum hết. Ủa vậy hả? Nó chỉ thấy cái ăn thôi, xong nó lên cái nóc giọng, bây giờ nó lan ra cái ô dưới ở ngoài, nó mở lan qua 2 mét miệng luôn. Dạ.
tôi nghĩ cái này là không, phải dạ. Bây giờ nếu mà bà phải đi bác sĩ chuyên môn á, phải chụp dạ. Phải chụp hình bà, cái hình này nếu bà muốn á, bà có thể chụp hình, bà dùng cell phone của bà, bà chụp, bà gửi tụi tôi mới trả lời bà chính xác được nha. Tại vì cái bệnh mà nếu mà herpes simplex thường thường nó chừng một 10 ngày nó hết à. Mà nó không hết tức là nó có vấn đề gì đó thì mình phải đi bác sĩ chuyên môn hoặc là có chữa trị đúng mức chứ không. Cần gửi CV cho bác sĩ hả? Dạ, bà chụp hình, bà email, bà text cho tôi đấy, bà chụp hình xong hoặc là text hoặc là email. Email qua, bà email qua y tế lstv@gmail.com, tụi tôi sẽ qua cái hình có thể giúp bà được. Nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên là thật ra đối với tôi đó, uống cái 400mg ngày 3 lần chắc nhiều không đủ. Có nhiều người phải uống nhiều hơn. Và uống 10 ngày rồi có thể tiếp tục uống nữa được chứ. Uống được. Vâng, thế này thì bây giờ phần 3 của chúng ta đây xin tạm gián đoạn. Bà đứng hang up nha, bà cứ giữ để mình nói chuyện off air nha. Để dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bỏ trợ chương trình, nhưng tuy nhiên mình tiếp tục nói chuyện off air. Dạ. Và bà đứng hang up.